Đối với hình học thì có bốn dạng. A cube or a geometric prism or a 3D square. Common examples are boxes or a new eraser. Nhóm thứ nhất là nhóm hình lập phương hoặc lăng trụ hoặc hình vuông 3D. Các ví dụ phổ biến là hình hộp hoặc là những cục tẩy chưa qua sử dụng. A sphere is like a ball, a 3D circle. Common examples are a volleyball or a marble. Hình cầu là nhóm thứ hai, ví dụ như là quả bóng, hình tròn 3D. Những ví dụ phổ biến trong thực tế đó là quả bóng truyền hoặc một viên bi. A cylinder is like a tube, round with parallel sides. Common examples are jars of paint, straws or pipes. Một hình trụ là nhóm thứ ba, cũng giống như là một cái ống tròn với các cạnh song song. Ví dụ phổ biến là lọ sơn, ống hút Cone is like a cylinder, but the sides are not parallel. Common examples are the Vietnamese cone hat or a funnel. Nhóm cuối cùng là hình nón, giống như hình trụ, nhưng các cạnh bên không song song với nhau. Ví dụ phổ biến là hình nón lá Việt Nam hoặc một cái xẻo. Organic forms are curvy blobs. Các dạng hình hữu cơ là các hình có dạng cong, những cái vật thể có dạng cong. Ví dụ là một tảng đá có hình dạng ngẫu nhiên, một cái bánh mì hoặc là bất cứ sinh vật nào giống như động vật hoặc con người. Even man-made things can be organic if they are curvy and natural-looking, like a baseball bat. Ngay cả những thứ do con người tạo ra cũng có thể là vật hữu cơ nếu chúng cong và trông tự nhiên như một cây gậy bóng chày.